gì những bò này. Bò này là ác đây, này nhìn là quýt này. Bò cái nó nuôi lâu hơn nó chặt. Bò Mỹ Thi vẫn là những chuồng rất là đẹp. Nuôi nó chặt bò, nó không lỏng bò. Đấy để cho lấy hơn thì đấy để cho anh là 90. Em không lấy bảo anh rồi thì em bán mẹ. Anh em nó cũng còn bỏ mà kiếm. Giả riêng đỏ cứ con 47 với con 43 con đen đỏ 47 con 43 bán đây. Những con kia anh không ưng thì em bảo thế mẹ mấy bạn đàn về vào gớt vào bao nhiêu nhảy anh đeo thích nhảy như con ý là nhưng nó chuẩn đấy. Nói chung dòng này thịt nó mới đạt cân nói nhìn dòng gớt làm sao mà ăn được loại này. Này là ba mươi nhảy chứ nhảy như con ấy chặt bò đấy, bò chặt bò bò ấy. Bắt chiều. Thôi ra hàng trăm triệu. Đéo ui, nó gì? Dòng này em nói anh nuôi loại này nó. Nhà nuôi. À, có con này có đẹp đẹp này có nuôi không? Được cái cái. Cái này ấy, không. Chán cái. Trên nhà còn bao con em? Bây giờ chỉ có chục con. Không ngồi ra đúng không? Mệt lắm. Không ngồi. Nhưng bò này về thì chưa nên nuôi. Nhưng mà chỗ nhà anh đi bao cỏ đấy bỏ hết à? Tôi đây làm trâu. À. Làm trâu chợ nó ổn rồi. Thả trâu bán trâu nó nhàn hơn. Ừ. Còn bò thì mình thả sọ. Bò là phải nuôi mà nuôi là phải ăn tá rồi đi. Cứ làm trâu nếu mà có bãi thì ngon. Bò thông sản đen rồi. Thả mỗi năm. Không, những bò 3B cứ nuôi như nhà anh mà có cỏ nhiều đấy em tiếc đấy. Cỏ bao nhiêu. Mày chúc mình nuôi bây giờ nhá.